Được biết đến như phiên bản thu nhỏ của hành tinh Pandora trong siêu phẩm điện ảnh Avatar, Trương Gia Giới của Trung Quốc sở hữu cảnh quan địa chất độc đáo có 102 với những điểm tham quan như là trụ đá kỳ lạ, những thung lũng bí ẩn, cây cầu kính trong suốt hay là con đường dẫn lên trời cao. Tuy nhiên đó chỉ là một vài phần nhỏ tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời của khu vực này. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng khám phá những điều thú vị về khu du lịch tự nhiên rộng lớn Trương Gia Giới. Trương Gia Giới thì nằm ở tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, một khu vực với những kiến tạo địa lý cực kỳ thú vị. Chính vì thế nó đã tạo ra một Trương Gia Giới với cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc từ núi non, sông nước hữu tình cho đến những thung lũng thơ mộng và những khu rừng nguyên sinh hoang dã, đặc biệt là rừng sa thạch dựng nên với những vách núi cao chót vót. Từ năm 1982 thì Trương Gia Giới đã trở thành công viên rừng quốc gia đầu tiên của Trung Quốc. Và đây cũng là một trong những di sản thiên nhiên của thế giới. Tổng diện tích của công viên quốc gia Trương Gia Giới là 4.810 ha. Phong cảnh thiên nhiên nơi đây nổi tiếng với những đỉnh núi, thung lũng và những khu rừng. Có hơn 3.000 đỉnh núi với những hình dạng kỳ lạ như là hình người, hình thú, hình đồ vật và cả muôn hình vạn trạng nữa theo trí tưởng tượng của con người. Đây là khu vực tuyệt vời để những loài cây, những loài thực vật sinh trưởng. Ước tính số loài thực vật ở Trương Gia Giới tìm được gấp đôi so với tổng số những loài thực vật được tìm thấy ở châu Âu, và nó chiếm một nửa tổng số loài thực vật ở trên thế giới này. Cảnh quan trong công viên quốc gia Trương Gia Giới vô cùng phong phú và đa dạng. Khoảng 98% diện tích ở đây được bao phủ bởi thảm thực vật. Có 720 loài trong 102 họ, bao gồm tất cả 5 thực vật quan trọng nhất và một số cây hiếm được gọi là kho báu của Trung Quốc. Không chỉ đa dạng về thực vật, Trương Gia Giới cũng rất tự hào vì có nhiều loài động vật khác nhau. Rừng già lâu năm đã tạo ra môi trường sinh sống lý tưởng để nhiều loài động vật phát triển ở nơi đây. Có hơn 149 loài động vật cư trú tại đây. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến những loài như là chim vàng, kỳ nhông khổng lồ và hươu xạ. Bỏ qua những sự khô khan về những con số, bây giờ hãy cùng đến với những điều thú vị hơn về Trương Gia Giới. Đây từng là phim trường của Avatar. Trương Gia Giới được người ta thực sự biết đến khi bộ phim bom tấn Avatar cho ra mắt những trailer đầu tiên với những hình ảnh về một hành tinh với cuộc sống với thiên nhiên và con người được xây dựng như một thiên đường đáng mơ ước. Những hình ảnh ấy tưởng như chỉ được dựng lên bởi những kỹ xảo điện ảnh. Đối với những ai đã xem phim Avatar thì đều biết đến hành tinh Pandora tươi tốt. Đây là một hành tinh có khung cảnh hùng vĩ, hài hòa giữa mây, trời, núi và cỏ cây. Phim trường thực tế của hành tinh Pandora lại chính là Trương Gia Giới. Điều đặc biệt ở đây chính là đạo diễn không cần sử dụng kỹ xảo để tạo dựng thêm bối cảnh cho bộ phim hay là tăng hiệu ứng cho sự hùng vĩ của hành tinh Pandora, mà đạo diễn đã đưa chính hình ảnh thực tế của Trương Gia Giới lên phim. Bạn hình dung với một khu vực núi non hiểm trở như vậy thì Trương Gia Giới sẽ nổi tiếng với điều gì? Phải chăng là những hành trình leo núi rất dài hay là những cao thủ võ lâm như ở trong phim? Thực tế, Trương Gia Giới nổi tiếng với thang máy ngoài trời cao nhất thế giới. Nằm ở khu vực Vũ Lăng Nguyên, dự án xây dựng thang máy Bách Long tại Vách Đá bắt đầu vào năm 1999 và lần đầu tiên được mở cửa cho công chúng vào năm 2002. Chỉ mất 3 năm để xây dựng công trình kiến trúc tuyệt vời này, thật không thể tin được. Hiện tại công trình đang giữ một số kỷ lục, trong đó có kỷ lục Guinness về thang máy ngoài trời cao nhất thế giới. Vì trước đây bất tiện đi lại khi mà tham quan ban ngày và đi xuống vào ban đêm vì hành trình rất là dài mà, nên khách du lịch phải ở lại trên núi. Do đó đã từng có rất là nhiều khách sạn, nhà nghỉ và những cái khu lưu trú khác mọc lên ở trên núi. Vào mùa du lịch cao điểm, sự xuất hiện đông đúc người ở trên núi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường và người ta cũng thấy là cảnh quan xấu đi rất là nhiều. Bởi vậy nên người Trung Quốc đã phải chi rất là nhiều tiền để xử lý rác thải cũng như những thiệt hại khác. Trong đó có một thiệt hại ban đầu có thể không tính được bằng tiền, đó là việc khách du lịch cảm thấy không thích Trương Gia Giới nữa. Bây giờ nhờ có thang máy Bách Long mà bạn có thể hoàn thành hành trình đi lại ở trong ngày, không nhất thiết phải ở lại trên núi. Nghĩa là sẽ có nhiều khách sạn, nhiều nhà hàng, nhiều cơ sở lưu trú bị loại bỏ trên núi và nó được rời ra những khu vực xa hơn. Thang máy này đương nhiên là lựa chọn tối ưu rồi, bởi vì chỉ mất có 2 phút để lên đỉnh. Trước đây với những vách đá cao và những thung lũng sâu, bạn phải mất rất nhiều giờ lái xe qua những hành trình đầy nguy hiểm. Thang máy Bách Long bao gồm có 3 thang máy loại 2 tầng chạy song song và mất chính xác là 1 phút 58 giây, 2 giây nữa thì mới tròn 2 phút để đạt đến đỉnh. Mỗi thang máy có thể chứa đến 50 hành khách mỗi lần và khi 3 thang chạy cùng lúc, lượng khách một chiều sẽ đạt đến 4.000 người mỗi giờ. Khung cảnh ngoạn mục trên thung lũng và đỉnh núi chính là điều đáng mong chờ nhất khi mà bạn đi thang máy. Nhưng bạn sẽ không thấy cảnh tượng này ngay lập tức. Trên thực tế, thang máy Bách Long xuất phát từ bên trong vách đá vôi và đột nhiên ánh sáng sẽ xuất hiện với phong cảnh thần tiên, đem lại sự kinh ngạc trầm trồ cho bất cứ ai có cơ hội để trải nghiệm.
và nằm trong top những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Cho đến nay, đèo 99 khúc cua vẫn là thách thức lớn đối với những tài xế làm nhiệm vụ đưa đón khách du lịch. Chỉ những người cực kỳ nhiều kinh nghiệm, lái xe cực lụa ôm cua cực cắt mới được đưa đón hành khách trên cung đường này. Muốn chứng minh mình đưa được hành khách thì trước hết bạn phải được đưa một cái đã. 99 khúc cua nằm trong đoạn đường dài 11 km, nhưng hai điểm đầu và cuối có độ cao chênh lệch nhau đến 1.100 m. Đến bây giờ thì bạn đã hiểu, ở một độ cao chênh lệch như thế, phải cua nhiều cũng là điều đương nhiên. Công trình này thì được xây dựng từ năm 1998 và hoàn thành vào năm 2006. Điều đó cho thấy con đường 99 khúc cua này không đơn thuần là điểm đến du lịch mà còn để chứng tỏ khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người. Đối với người Trung Quốc, số 9 là một con số quan trọng, một con số linh thiêng. 99 khúc cua tượng trưng cho 9 tầng mây trên thiên đường. Vậy con đường này dẫn đến đâu? Con đường này dẫn tới cổng trời tại núi Thiên Môn. Bản thân cái tên Thiên Môn cũng đã là cổng trời rồi. Cổng trời vốn là một lỗ hổng khổng lồ được mẹ thiên nhiên tạc trong lòng núi. Cổng trời Thiên Môn có hình bán nguyệt và cao 130 m. Với địa thế ngoạn mục, nơi đây thường xuyên diễn ra những màn biểu diễn nhào lộn máy bay. Tuy nhiên, nếu các bạn phải sợ leo quá nhiều thì đừng lo lắng, bởi ở đây cũng có thang phục vụ đưa các bạn leo lên đến tận đỉnh. Giờ là những địa điểm thú vị khác ở Trương Gia Giới. Hãy nói đến rừng đá Sa Thạch. Rừng đá Sa Thạch là cảnh quan nổi tiếng nhất từ vườn quốc gia Trương Gia Giới. Đây là một quần thể núi đá cao vút, dựng đứng sừng sững, tạo nên một cảnh quan vô cùng ấn tượng cho du khách. Ở đây có khoảng 3.000 cột đá và vách núi với những hình thù kỳ lạ, có cột đá cao đến 800 mét. Xen kẽ giữa những cột đá và những khe núi là một hệ thống những hang động và những dòng suối, và những tán rừng nguyên sinh cũng là điều không thể thiếu được. Đây là nơi sinh trưởng của những loài thực vật ôn đới. Rừng đá Sa Thạch được hình thành sau kết quả của quá trình kiến tạo địa chất phức tạp qua nhiều lần nâng lên hạ xuống của vỏ trái đất cùng quá trình bào mòn và phong hóa. Hơn 800 mạch nước từ các ao, hồ, sông, suối, thác khiến nơi đây chưa bao giờ gặp phải tình trạng thiếu nước vào mùa khô. Đến đây thì du khách có cơ hội thả mình cùng những con thuyền lênh đênh trên hồ Bảo Phong và chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt vời tựa như bức tranh sơn thủy hữu tình. Mà thực ra thì tranh sơn thủy hữu tình có khi cũng vẽ lại cảnh Trương Gia Giới cũng nên. Theo các nhà địa chất, những ngọn núi ở nơi đây là kết quả của một quá trình kiến tạo địa chất kéo dài lên đến 380 triệu năm. Tới Trương Gia Giới, bạn sẽ cảm thấy như bước vào một khung cảnh thần tiên. Những thảm cây xanh trên đỉnh núi là những điểm nhấn ngoạn mục cho Trương Gia Giới. Và nhìn vào hình ảnh của Trương Gia Giới, không phải là mây đang bay trên núi, mà là núi đang bay trên mây. Và nếu bạn là người yêu thích thử thách bản thân, thì hãy đến với cây cầu kính. Băng ngang qua hẻm núi sâu hun hút, vượt qua cây cầu kính trong suốt này, thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho bất kỳ ai đến với Trương Gia Giới. Cầu kính Trương Gia Giới là cây cầu thủy tinh cao và dài nhất trên thế giới, với chiều dài khoảng 430 m và được xây dựng lơ lửng ở độ cao khoảng 400 m tính từ đáy thung lũng. Với thiết kế tuyệt vời của một kiến trúc sư có tên là Ham Dotan, người Israel, cùng với nỗ lực xây dựng của nhiều công nhân trong thời gian dài, công trình này được đánh giá là một trong những cây cầu ngoạn mục nhất trên hành tinh. Vì vậy, nhiều người tìm đến hẻm núi này không chỉ để chiêm ngưỡng cây cầu tráng lệ, mà còn muốn thử thách sự can đảm của bản thân khi tự mình đi bộ qua cây cầu trong suốt. Đứng trên cầu thủy tinh Trương Gia Giới được lát bằng những tấm kính cường lực này, có lẽ người ta sẽ có cảm giác căng thẳng và sợ hãi, thậm chí là ngất đi nếu đó là một người sợ độ cao. Và nếu bạn đang nghi ngờ về độ an toàn của cây cầu này thì bạn không cần phải lo lắng. Chính quyền địa phương đã thử dùng búa tạ với những tay đập khủng khiếp nhất để kiểm tra độ bền của cây cầu này, và kết quả là nó vẫn hoàn toàn bình an vô sự, không một vết nứt. Ngoài ra, Trương Gia Giới còn có một số địa điểm thú vị khác, ví dụ như là Hang Rồng Vàng. Hang Rồng Vàng đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Đây là một trong những hang động có cấu trúc kỳ dị bậc nhất hành tinh, hình thành từ nhũ và măng đá. Khu vực điện rồng còn lưu lại một măng đá 200.000 năm tuổi với chiều cao là 19,2 mét. Bên trong Hang Rồng Vàng có một con sông ngầm mang tên là Tương Thủy. Khu nhà cổ là một vùng nông nghiệp còn khá hoang sơ, tĩnh lặng và giữ được phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Đây là điểm đến ưa thích của các nhiếp ảnh gia. Cuối cùng, đó là suối Kim Tiên Khê. Đây là dòng suối nhỏ chảy dưới chân những ngọn núi hình tháp. Dòng suối này thì dài khoảng 7,5 km. Cảnh quan ngoạn mục nhất của dòng suối là vách đá cao 400 mét, đặc biệt khi ngắm lúc hoàng hôn. Một điều mà du khách cũng cần lưu ý là hãy cẩn thận với những chú khỉ nghịch ngợm sống dọc theo bờ suối. Và đó là câu chuyện về Trương Gia Giới, một trong những nơi sở hữu cảnh quan ngoạn mục nhất tại Trung Quốc. Nếu cảm thấy thú vị thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ.
Cảm ơn bạn đã đến với Bình Luận Viên Hải Thanh Story. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.